Mọi lứa tuổi dù già hay trẻ nhỏ đều cần lượng vitamin D một lượng nhất định để duy trì sức khỏe khung xương và hệ miễn dịch. Tuy nhiên cách bổ sung vitamin D với mỗi độ tuổi là khác nhau. Vậy bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi như thế nào là hợp lý? 1 tại sao cần bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi vitamin D có vai trò quan trọng đối với cơ thể con người đặc biệt sự phát triển của trẻ nhỏ bởi những vai trò của vitamin D đối với trẻ trên một tuổi như phát triển chiều cao giúp men răng chắc khỏe trẻ trên một tuổi cũng đang là giai đoạn phát triển nên cũng cần vitamin D để tăng chiều cao đặc biệt đây cũng là giai đoạn trẻ mọc răng nên bổ sung vitamin D còn cần để cho trẻ có một hàm răng chắc khỏe hỗ trợ hình thành men răng trẻ trên một tuổi nếu không chú ý đến việc bổ sung vitamin d rất có nguy cơ bị chậm phát triển chiều cao và tổn thương men răng gây sún sâu răng phòng các bệnh nhiễm trùng so với độ tuổi sơ sinh hệ miễn dịch của trẻ đã bắt đầu cứng cáp hơn những vẫn có nguy cơ bị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp việc bổ sung vitamin d sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ giúp phòng ngừa các bệnh do vi khuẩn hay virus gây ra bảo vệ tăng cường sức khỏe của trẻ trong tương lai Việc bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi có thể ngăn ngừa nhiều bệnh lý mãn tính về sau như tăng huyết áp, lupus ban đỏ. Vì vậy bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi cũng vô cùng quan trọng và cần bổ sung cho hợp lý. 2. Dấu hiệu thiếu vitamin D để bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi, một số dấu hiệu thiếu vitamin d ở trẻ có thể là trẻ bị giật mình hay da mồ hôi trộm dụng tóc vành khăn khác với trẻ sơ sinh trẻ trên một tuổi đã có não bộ và hệ thống điều hòa thân nhiệt tốt hơn nên những biểu hiện trên như giật mình với tiếng động hay mất cân bằng trung tâm điều nhiệt da mồ hôi trộm cũng bị giảm bớt trẻ không bị phụ thuộc quá nhiều vào nhiệt độ hay tác động từ môi trường nên các triệu chứng trên không quá hoàn toàn đặc hiệu cho dấu hiệu thiếu vitamin d ở trẻ trên một tuổi để biết rõ hay xác minh những dấu hiệu trên có đúng hay không bạn nên điều chỉnh nhiệt độ phòng và theo dõi thêm bé còn bị ra nhiều mồ hôi trộm không nếu sau vài ngày mà tình trạng đó vẫn tiếp diễn thì có thể bé nhà bạn đang có dấu hiệu thiếu vitamin d và cần được bổ sung thêm với những trẻ có biểu hiện thiếu vitamin d kéo dài sẽ có biểu hiện rõ ràng hơn đó là bệnh lý còi xương chậm phát triển trẻ chậm biết đi do thiếu vitamin D nên hệ xương của trẻ kém phát triển vận động hơn các bạn bè cùng trang lứa đến một tuổi mà vẫn chưa biết đứng vịn tốt hay đi men theo vật bám, trẻ chậm mọc răng và có men răng rất xấu không trắng bóng. Trẻ bắt đầu mọc răng từ 6 đến 12 tháng mọc được 20 chiếc răng sữa khi được 2 tuổi. Nếu trên một tuổi mà bé chưa mọc cái răng nào rất có thể bé đang bị thiếu vitamin D nghiêm trọng, trên đỉnh đầu trẻ có một chỗ hơi trũng. Ấn vào thấy mềm đó là do sự chưa khép kín của xương sọ dẫn đến bị lõm xuống. Mà ở trẻ thiếu vitamin D thường xảy ra vấn đề này, bạn cần cảnh giác với những dấu hiệu trên để có thể đưa con đến viện kiểm tra kịp thời để bổ sung sớm lượng vitamin D con thiếu. 3. Bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi như thế nào là hợp lý? Ở lứa tuổi này bạn có thể bổ sung vitamin D cho trẻ nhờ tắm nắng, ăn uống và sử dụng thêm các sản phẩm có bổ sung vitamin D. Tắm nắng để bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi. Bạn nên cho bé tắm nắng để bổ sung vitamin D từ thiên nhiên. Ở độ tuổi này da của trẻ đã bắt đầu trở nên cứng cáp hơn trẻ sơ sinh rồi nên sẽ ít tổn hại bởi tia UVB. Mặt khác bạn cũng nên chú ý thời điểm cho con tắm nắng là vào sáng sớm hoặc chiều muộn để lượng tia UV là thấp nhất, vì phương pháp bổ sung vitamin D phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nên hiện nay chưa có khuyến cáo nào về khoảng thời gian cho con tắm nắng. Tuy nhiên đây là một biện pháp phụ trợ bổ sung vitamin D rất hiệu quả. Bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi qua thực đơn hàng ngày. Trẻ trên một tuổi đã bước sang chế độ ăn dặm vì vậy mẹ nên chú ý bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D trong các bữa ăn của con để cung cấp đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể. Các thực phẩm giàu vitamin D có thể kể đến như sữa, gan, lòng đỏ trứng, bơ, dầu cá, cá hồi. Ngoài vitamin D ra các thực phẩm này còn chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể. Mẹ có thể thay đổi các món ăn, chế biến các món ăn khác nhau cho trẻ hứng thú và vẫn giữ được đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Bổ sung vitamin D cho trẻ trên một tuổi qua các thực phẩm chức năng. Nhu cầu sử dụng vitamin D cho trẻ trên một tuổi tối thiểu là 600 UI một ngày và thường là khoảng 1.000 UI một ngày. Men tiêu hóa amano enzyme chứa các vitamin và khoáng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể đặc biệt bổ sung 200 UI vitamin D3 trong một gói cốm có thể giúp cung cấp thêm một lượng vitamin D bổ sung thêm cho trẻ. Bổ sung thêm thực phẩm chức năng chứa vitamin D là điều cần thiết để dự phòng trẻ thiếu vitamin D đặc biệt là ở trẻ lười vận động ngoài trời hay lười ăn các thực phẩm giàu vitamin D. Ngoài ra sản phẩm Amano Enzyme còn giúp bổ sung các lợi khuẩn và enzyme đường tiêu hóa giúp tăng hấp thu các chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ nhờ đó mà trẻ cũng hấp thu được nhiều vitamin D hơn từ đó giúp trẻ ăn ngon miệng hơn tăng cân chóng lớn sản phẩm này còn giúp điều trị và cải thiện được tình trạng biếng ăn ở trẻ em phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc Lê Minh Tuấn tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn, Facebook Tuấn thầy thuốc. Subscribe nếu thấy video hữu ích.